Một cái ứng dụng giúp các bạn có thể tham gia làm nhiệm vụ kiếm tiền rút về cái ví PayPal của các bạn hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín. Và mình mới rút thành công được là 2 đô, nó tương đương với là gần 50.000 tiền Việt nhá. Đây là một cái ứng dụng tham gia nó rất là dễ thôi. Và cái tổng số dư hiện tại mình đang có ở trên cái ví PayPal là 283 đô ở đây. Và nhân tiện đây bạn nào mà có USD của ví PayPal ấy, các bạn không biết cách bán và rút về tài khoản ngân hàng của các bạn thì các bạn có thể liên hệ với mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể bán và rút về tài khoản ngân hàng của các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái ứng dụng này để mình có thể hướng dẫn làm sao chúng ta có thể tham gia làm nhiệm vụ nó hiệu quả và dễ dàng nhất để các bạn có thể kiếm được cái số lượng USD của ví Paypal của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái ứng dụng. Và đây là cái phần lịch sử mình đã rút thành công được ở trên cái ứng dụng này nhá. Min rút của nó rất là thấp, chỉ có 2 đô thôi là các bạn có thể rút được rồi và nó xử lý cho chúng ta trong khoảng là 3 ngày nhưng mà chưa đến 3 ngày đâu là mình đã nhận được cái số tiền này rồi. Min rút cao nhất ở đây lên tới là 25 đô ở đây. Đây là cái phần lịch sử rút tiền, mình cho các bạn xem ở đây. À, nó còn có một cái phần nữa khi mà các bạn tham gia tải cái ứng dụng này về ấy. Đối với những bạn mới nhé Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để nhận được mà 1.000 cái điểm point đây Nó tương đương với là 0.1 đô Đây mình sẽ chuyển sang cái phần đó Sau khi mà các bạn đã cài đặt xong cái ứng dụng các bạn mở lên liên kết với cái tài khoản Google nhá Nó sẽ có một cái phần nhập cái mã code này này Để các bạn có thể nhận ngay cho mình được là 1.000 cái đồng coin này Nó tương đương với là 0.1 đô Thì à, các bạn sẽ nhập cho mình cái mã đó là 8CW5II -E c ở đây Sau đó chúng ta sẽ ấn bục phần nhận đây là các bạn có thể nhận được là 1.000 điểm coin này nhá và 1.000 điểm point này càng kiếm được nhiều ấy, Thì cái số lượng quy đổi ra USD của VPayPal của bạn nó sẽ càng nhiều Nên là các bạn không nên bỏ qua ở trên cái mục này đâu Bạn nào mà bỏ qua cái mục này là các bạn không nhận được 1.000 điểm point đâu nhá Rồi bây giờ mình sẽ nhận này Sau đó mình sẽ vào ứng dụng Và đây là cái giao diện của cái ứng dụng nhá. Đây là cái ứng dụng các bạn nuôi thú cưng để chúng ta có thể kiếm được cái trái tim này. Mỗi một cái trái tim này nó tương đương với là 0.1 xu ở đây và càng kiếm được nhiều xu này thì các bạn quy đổi ra USD của ví PayPal của các bạn nó sẽ càng nhiều. Làm sao để các bạn có thể nhận được nhiều trái tim này? Thì ở đây mình sẽ ấn vào đây để mình có thể nhận nhá. Các bạn ấn cứ ấn vào cái trái tim này thì nó sẽ hiện ra và các bạn có thể là sử dụng thức ăn này Chăn nuôi để các bạn có thể chăn cái con thú cưng này của bạn Hoặc là các bạn có thể so cho nó uống nước này Cho nó chơi thể thao này Ngoài ra cho nó ngủ đây nhá Đều được hết à, Để tham gia cho ý, ví dụ như là các bạn muốn cho thức ăn Thì chúng ta cần phải có 10 kim cương để kiếm được kim cương thì các bạn ấn vào bên trên này nó có dấu cộng ở đây thì các bạn có thể xem một cái video ngắn ở đây mỗi một cái video ngắn này nó rơi vào 15 đến 20 giây thì các bạn sẽ nhận được là một cái kim cương này đấy sẽ nhận được một kim cương hiện tại thì mình đang có là 10 kim cương nhá thì tí nữa mình sẽ cho cái con vật này của mình nó sẽ tham gia chơi trò chơi sau khi mà các bạn đã hoàn thành được những cái nhiệm vụ này rồi thì các bạn lại quay trở lại cho thức ăn chẳng hạn đây mình sẽ ấn vào đây này để cho con động vật của mình tham gia chơi trò chơi nhá, đấy nó cũng khá là hay này. Khi mà chúng ta cho cái con vật của các bạn chơi trò chơi nhá, các bạn để ý này, từng cái trái tim nó sẽ xuất hiện ở đây nhá, và mỗi một cái trái tim này nó tương đương với là một cái đồng xu nhá, một cái đồng xu để các bạn để ý này. đó, lại lên tiếp rồi, đây các bạn để ý này, như vậy là chúng ta sẽ lại nhận được tiếp, đây các bạn cứ ấn vào đây nhận này, sau khi mà các bạn nhận xong nó lại hiện ra trái tim để các bạn có thể nhận và kiểu như là sau khi mà con vật của các bạn mà nó chơi trò chơi xong ấy thì nó lại chuyển sang các bạn có thể cho nó đi ngủ hoặc là các bạn có thể kiếm thường, thêm nhiều cái kim cương này, sau đó các bạn có thể mua thức ăn cho nó nhá. Cái mục mua thức ăn này thì nó sẽ ra kim cương rất là nhiều, có nghĩa là ra cái hình trái tim ấy để các bạn có thể nhận. Rồi những cái trái tim này bắt đầu dần xuất hiện ở đây rồi. Đấy rất là đơn giản thôi. Đây nó xuất hiện khá là nhiều đây nhá để chúng ta có thể nhận. Các bạn cứ ấn vào đây để nhận thôi tham gia cái trò chơi này thì nó cực kỳ là đơn giản thôi không có gì khó khăn cả nhá đấy sau khi mà nó chơi xong trò chơi các bạn có thể cho nó ngủ ngủ lỗng nó ra trái tim này để các bạn nhận rồi lại cho nó à, thức ăn này rồi lại cho nó uống nước này đấy cứ luân phiên như thế thôi và cái số lượng xu các bạn nhận được nó sẽ tăng dần tăng dần tăng dần lên rất là nhiều bên cạnh đó còn có một số những cái nhiệm vụ khác để các bạn có thể tham gia và làm đây ngoài ra bạn nào mà có cộng đồng nhiều nhá mà muốn đi giới thiệu chia sẻ bạn bè ấy, thì các bạn có thể ấn mục phần đây này sau đó các bạn có thể lấy cái đường link cũng như là lấy cái mã code để chúng ta có thể đi giới thiệu bạn bè. Khi mà bạn bè của các bạn mà nhập theo cái đường link và cái mã code của các bạn ấy thì các bạn sẽ nhận được một chút phần trăm hoa hồng nhá. Rồi sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong đây. Đây. Hoàn thành xong rồi nhá. Đấy chúng ta có thể ấn vào đây nhận và chúng ta sẽ đợi khoảng độ 100 giây nữa thì chúng ta vào đây lại cho nó đi ngủ. Đấy, có nghĩa là cho nó ăn xong này, uống nước này, chơi trò chơi, chơi xong này và các bạn có thể cho nó đi ngủ nhá. Đây là cái phần mà mình hướng dẫn nó cũng khá là chi tiết. Để kiếm được kim cương các bạn cứ ấn vào đây này. Đây nó sẽ có phần nhận kim cương ở đây. Rồi, chúng ta có thể xem một cái video ngắn ở đây trong khoảng là 15 đến 20 giây. Sau khi mà xem xong ấy thì chúng ta sẽ nhận được là một ghim, một ghim tương đương với là một kim cương ở đây. Và càng kiếm được nhiều kim cương này các bạn có thể tham gia mua thức ăn này, à, mua nước uống này và cho nó chơi trò chơi nhá. Đấy, cứ luôn phiên như vậy thôi và cái số lượng à, trái tim này các bạn nhận được nó sẽ càng nhiều. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nhé. Hiện tại thì mình đang có ở đây là 11.900 point ở đây. Thì nó tương đương với là 1.1 đô. Thì mình sẽ ấn một phần ZRM ở đây. Như lúc đầu video mình đã cho các bạn xem ấy. Min rút của nó khá là thấp. Chỉ có 2 đô thôi. Nó tương đương với là 20.000 điểm. À, mình đã được một lửa rồi. Và trước đó mình cũng đã rút được 2 đô. Và nó đã báo thành công rồi nhá Cho thấy hiện tại cái ứng dụng này nó cực kỳ là uy tín. Hơn nữa chúng ta tham gia lại hoàn toàn là miễn phí Không phải mất một cái đồng vốn nào cả Đấy chúng ta làm được bao nhiêu là các bạn có thể rút bằng đó Một ngày nếu mà bạn nào mà chăm chỉ chịu khó Các bạn có thể chia sẻ cái đường link lên những nhóm kiếm tiền trên Zalo Trên Facebook để các bạn có thể nhận được thêm Cái số lượng point mà nó trả cho các bạn Hoặc là các bạn có thể làm nhiệm vụ luân phiên cho nó lượng uống này, thức ăn này, cho nó chơi thể dục thể thao để các bạn có thể nhận được thêm cái trái tim nhá Mình rút cao nhất ở đây nó sẽ là 250.000 point, nó tương đương với là 25 đô ở đây nhá Min này thì nó hơi cao một chút thì các bạn cứ đủ tầm 2 đô là các bạn có thể rút cho mình. Ở đây thì nó không trừ phí đâu. Như những cái ứng dụng khác nó trừ phí tận 0,5 đô khi các bạn rút tiền. Được cái ứng dụng này khi các bạn rút tiền thì chúng ta sẽ không mất phí đâu nhá. Rồi mình quay trở lại này. Đấy nó lại hiện lên trái tim để các bạn có thể nhận. Đấy mình lại ấn vào đây này khi mà mình ấn vào đây này, đấy cái con vật của mình nó đi ngủ nhá, đấy hoàn thành được rồi, nó đi ngủ ở đây. Sau khi mà nó đi ngủ này, nó ra một uh, khá là nhiều trái tim đây và các bạn cứ ấn vào đây để chúng ta có thể nhận cái số lượng trái tim này về thôi, này rất là đơn giản thôi, cứ ấn vào đây này, cái số lượng trái tim cộng lên rồi, sắp sửa được uh, 10, uh, 12 000 rồi, Đấy thiếu ba cái nữa, bốn cái nữa, bốn cái trái tim nữa, đấy tí nữa nó lại nhả ra cho chúng ta nhá, đấy rất là đơn giản thôi. Uh, sau đó chúng ta lại quay trở lại mục cho thức ăn ở đây nhá. Rồi đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể làm nhiệm vụ và các bạn có thể kiếm được thật là nhiều xu Và từ cái số xu này các bạn có thể quy đổi ra USD của ví Paypal của các bạn nhé Và bạn nào mà có USD của ví Paypal mà không biết cách và bán rút về tài khoản ngân hàng Thì các bạn có thể liên hệ với mình, mình sẽ thu mua hoặc là mình sẽ hỗ trợ các bạn là cách bán nhé bạn nào mà không hiểu thắc mắc gì về ứng dụng này các bạn có thể liên hệ qua Zalo, mình sẽ hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ sang quay và trao quà cho những bạn may mắn nhất ở cái video đặt trước đây. Bây giờ thì mình sẽ quay và trao quà cho những bạn may mắn nhất ở video đợt trước đây. Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu bình luận đây nhá. Số lượng bình luận khá là nhiều này, nhưng mà số lượng view, số lượng view còn không còn bằng đây này. này. Đấy, số lượng view của, được có 470 mấy mà số lượng bình luận được 498 này, Đấy, các bạn chả xem chịu xem video gì cả các bạn chỉ bình luận thôi nên là nó cũng khá là buồn nên là các, trước khi các bạn bình luận các bạn nhớ xem video cho mình khoảng độ là 30 giây đến một phút thôi nó cũng chả mất cái gì của các bạn đâu nhá sau đó các bạn mới bình luận để cái lượt tương tác nó sẽ cao hơn một chút rồi xin chúc mừng bạn đầu tiên là bạn khánh ngọc à, bạn thứ hai là bạn à, cao thủ thiếu lâm là bạn thứ hai này rồi bạn thứ ba là bạn à, rồi mắt cha này bạn thứ ba nhá. Rồi sau video này ba bạn nhớ chụp cho mình cái số thứ tự này gửi qua bên Zalo nhá. Mình sẽ gửi cho mỗi bạn một phần quà trị giá là 5k qua Momo. Rồi video này mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả các bạn.